Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khám phá lịch sử. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau ngược dòng thời gian trở về năm 1940, tìm hiểu về một sự kiện quan trọng trong lịch sử dân tộc, khởi nghĩa Bắc Sơn. Cá nhân Mai rất tò mò về sự kiện này, bởi vì nó diễn ra ngay trước thềm cách mạng tháng 8. Vậy có mối liên hệ nào giữa hai sự kiện lịch sử này không nhỉ? Chào Ngọc Mai và quý vị thính giả. Tôi là Trần Văn Hùng, nhà nghiên cứu lịch sử mối liên hệ giữa khởi nghĩa Bắc Sơn và cách mạng tháng 8 ư. Giống như việc học nấu ăn vậy. Lần đầu làm món trứng chiên có thể bạn sẽ làm cháy, nhưng chính những lần thất bại đó lại giúp bạn thành công ở những món khó hơn sau này. Bắc Sơn cũng như vậy, nó là bài học kinh nghiệm quý báu cho cách mạng tháng 8. Ngọc Mai nghĩ sao về so sánh này? Một ví dụ rất thú vị. Vậy là khởi nghĩa Bắc Sơn chính là bước đệm quan trọng cho thắng lợi sau này. Mai cứ nghĩ là nó diễn ra rất suôn sẻ, giống như một cuộc nổi dậy bùng nổ và lập tức thành công. Không hẳn vậy đâu Ngọc Mai. Khởi nghĩa Bắc Sơn trải qua hai giai đoạn rất khác nhau. Ban đầu, tháng 9 năm 1940, khi quân Pháp thua trận ở Lạng Sơn, người dân Bắc Sơn đã tự phát nổi dậy, cướp vũ khí, trừng trị kẻ ác. Hệt như một nồi nước sôi sùng sụp vậy, mạnh mẽ nhưng chưa có hướng đi rõ ràng. Thật sao? Tự phát ư? Ý... Vậy ai là người đã lãnh đạo và tổ chức cuộc khởi nghĩa này? Đó chính là điểm thú vị ở giai đoạn 2. Sau khi bị Pháp đàn áp, người dân Bắc Sơn càng quyết tâm chiến đấu. Lúc này, vai trò của đảng bộ Bắc Sơn trở nên vô cùng quan trọng. Họ giống như người đầu bếp, thêm gia vị và nêm nếm cho món ăn khởi nghĩa thêm đậm đà. Đảng đã lãnh đạo nhân dân thành lập đội quân, giải tán chính quyền địch, trừng trị Việt Gian, tấn công quân thủ. Điều này thú vị quá. Vậy là Đảng đã có vai trò then chốt trong việc tổ chức và lãnh đạo, Mai lại nghĩ rằng chỉ cần lòng dũng cảm là đủ để chiến thắng rồi chứ. Dũng cảm thôi chưa đủ đâu Ngọc Mai. Hãy tưởng tượng bạn có nguyên liệu tốt nhưng nếu không biết cách chế biến thì món ăn cũng không ngon. Khởi nghĩa Bắc Sơn cũng vậy, lòng yêu nước, ý chí quật cường của người dân chính là nguyên liệu tốt nhất, nhưng nếu thiếu sự lãnh đạo của Đảng, thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng về lực lượng, vũ khí, căn cứ địa thì rất khó để thành công. Ra vậy. Vậy cuối cùng, kết cuộc khởi nghĩa này nhìn thế không? Cuối tháng 10 năm 1940, trước sự đàn áp của quân Pháp, cuộc khởi nghĩa bị dập tắt. Tuy không thắng lợi hoàn toàn, nhưng nó giống như một món ăn thử nghiệm, tuy chưa hoàn hảo, nhưng lại là bài học kinh nghiệm vô giá cho những món ăn tiếp theo. Bài học về vai trò lãnh đạo của Đảng, sức mạnh của quần chúng và tầm quan trọng của việc xây dựng lực lượng. Quả thật là những bài học vô cùng quý báu. Cảm ơn ông Hùng đã chia sẻ những câu chuyện thú vị và bổ ích về khởi nghĩa Bắc Sơn. Qua câu chuyện hôm nay, Mai đã hiểu rõ hơn về sự kiện lịch sử quan trọng này. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong các tập tiếp theo của Khám phá lịch sử. Cảm ơn Ngọc Mai và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.